Theo y học cổ truyền Trung Quốc, cơ thể chúng ta là một hệ thống năng lượng. Trong đó, các năng lượng di chuyển thông qua một con đường đặc biệt, còn gọi là kinh tuyến, theo Healthline Master. Các học viện châm cứu và thực hành châm cứu truyền thống Trung Quốc cho rằng, khi cơ thể chúng ta bị bệnh, chính là lúc nguồn năng lượng này bị gián đoạn trong di chuyển, dẫn đến mất cân đối trong cơ thể. Khi điều này xảy ra, việc của bạn chính là kích thích dòng năng lượng trong cơ thể bạn, giúp phục hồi lại hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Hơn nữa, người ta tin rằng mỗi kinh tuyến trong cơ thể được liên kết với một cơ quan nội tạng khác nhau. Nếu chúng ta có khả năng bấm huyệt hoặc massage đúng những điểm trên kinh tuyến, sẽ giúp ngăn ngừa việc nguồn năng lượng bị chặn, mà còn giúp giải tỏa sự căng thẳng trong cơ thể. Một trong những điểm như vậy được xác định nằm trên cổ, có khả năng cải thiện sức khỏe tổng thể, giải phóng tâm trạng và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn. Việc bạn cần làm chính là đặt lên điểm nói trên một viên đá lạnh nhỏ. Trong tài liệu châm cứu Trung Quốc, điểm được đề cập trên có tên gọi là Pengpu. Điểm này nằm giữa các dây chằng ở sau mặt cổ, gần điểm giao giữa đốt sống cổ với hộp sọ, hoặc ở trên gáy, từ chân tóc đi lên một tấc, còn gọi là huyệt phong phủ. Chỉ cần đặt lên điểm phong phủ một viên đá nhỏ, bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu đến với sức khỏe. Sau đây là cách bạn thực hiện massage điểm Pengpu tại nhà. Đầu tiên, bạn nên nằm sấp xuống phản, rồi lấy một vài viên đá vừa phải đặt lên điểm Pengpu và giữ nguyên chúng trong vòng 20 phút. Nếu muốn, bạn có thể dùng băng gạc để cố định viên đá nhỏ tại chỗ. Ban đầu, bạn có thể phải chịu một chút lạnh và hơi khó chịu, nhưng chỉ sau khoảng 30 đến 60 giây, bạn sẽ quen dần và cảm nhận được dòng nhiệt chảy đi khắp cơ thể. Bạn có thể thực hành kỹ thuật này vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào ban đêm để có kết quả tốt nhất. Y học Trung Quốc tin rằng phương pháp này có thể khôi phục và duy trì cân bằng sinh lý, giúp làm mới, tăng cường và tiếp sinh lực cho cơ thể. Điều này là do cục nước đá tác động làm phóng thích hormone endorphin ra các mạch máu, một loại hormone trong não có tác dụng giảm đau. Nếu bạn kích thích điểm này thường xuyên, bạn sẽ nhận được khá nhiều lợi ích như giúp ngủ ngon hơn, cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa, loại bỏ cảm lạnh, dừng đau đầu, đau răng và đau khớp, cải thiện hơi thở, điều trị các vấn đề về tiêu hóa, khôi phục các chức năng tuyến giáp, chữa hen suyễn, trợ giúp với viêm khớp, chữa rối loạn kinh nguyệt, giúp kiểm soát căng thẳng, mệt mỏi và trầm cảm. Lưu ý, tư thế thoải mái nhất để thực hiện là nằm sấp, kê gối dưới ngang vai để tạo ra một khoảng không dễ thở. Đặt cục nước đá vào phần lõm ngay chỗ tiếp giáp giữa đầu và cổ bạn, chườm thêm khăn để ngăn nước đá chảy. Nằm im thư giãn ít nhất 20 phút. Nếu bạn đang dùng máy tạo nhịp tim, đang mang thai, có tiền sử động kinh hoặc tâm thần phân liệt thì không nên áp dụng kỹ thuật trên.